Sáng 13 tháng 11, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải báo chí toàn quốc vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam năm 2021. Tại lễ trao giải, Báo Lao động đã nhận được một giải nhất đồng thời là giải đặc biệt năm nay và một giải khuyến khích. Giải nhất thuộc về nhóm tác giả Huyên Nguyễn, Thảo Anh, Thùy Linh, Văn Thắng và Anh Tú với tác phẩm Đi về phía tâm dịch, và giải khuyến khích thuộc về nhóm tác giả Đặng Trung, Thiều Trang, Tường Vân, Tuấn Anh với tác phẩm Trường học thời Covid-19, thích ứng để đổi mới. Về loạt ba bài Đi về phía tâm dịch, đây là những câu chuyện được phóng viên Báo Động ghi lại hết sức chân thực về những giảng viên, giáo viên, sinh viên, học sinh tham gia chống dịch Covid-19 nói chung và đặc biệt là tại tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, những đảng viên, quần chúng ưu tú của Đảng vẫn nỗ lực học tập, rèn luyện và cống hiến trong tâm dịch. Trong quá trình tác nghiệp thì khó khăn lớn nhất của chúng tôi là liên hệ với lại các nhân vật, bởi vì là các thầy cô giáo và các bạn sinh viên trong tâm dịch rất là bận. Có những người chúng tôi phải liên hệ gần hơn một tháng trời thì mới có thể xét được lịch. Đôi khi là xuống hẹn nhau xuống đến nơi đi vài chục km rồi, nhưng mà họ lại được điều đến một cái nơi làm việc khác, những khu phong tỏa, khu cách ly, và phóng viên rất khó để tiếp cận những địa điểm này. Ngày hôm nay thì nhóm tác giả chúng tôi nhận được giải đặc biệt và chúng tôi cảm thấy rất là vui và hạnh phúc. Và chúng tôi muốn dành lời cảm ơn sâu sắc đến ban tổ chức chương trình đã tạo ra một cái sân chơi rất là bổ ích cho những người làm về ngành giáo dục. Và chúng tôi cũng rất là cảm ơn ban biên tập và các đồng nghiệp đã hỗ trợ chúng tôi hết lòng trong cái quá trình thực hiện tuyến bài của chúng tôi. Và chúng tôi hy vọng rằng tuyến bài này sẽ có sức lan tỏa rộng rãi hơn nữa sau khi mà nhận được giải đặc biệt của chương trình. Thực sự làm cảm thấy rất là vinh hạnh và tự hào khi được nhận giải chương trình năm nay, và đây cũng là một niềm tự hào và động lực để tôi tiếp tục phấn đấu và chinh phục ước mơ làm báo chân chính của mình. Năm 2021, từ hơn 700 tác phẩm gửi về, Hội đồng Chung khảo Giải báo chí vì sự nghiệp giáo dục đã lựa chọn ra 4 tác phẩm đoạt giải nhất, 8 tác phẩm đoạt giải nhì, 12 tác phẩm đoạt giải ba và 38 tác phẩm đoạt giải khuyến khích. Đây là năm thứ 2 liên tiếp Báo Động giành giải nhất giải báo chí toàn quốc vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam.